Rồi xong rồi nha các bạn ơi. Và tiếp theo là đến cái chỗ này, tầng bánh thứ nhất chỗ này anh sẽ tô màu vàng này. Màu này là màu vàng các bạn ơi. Xin chào. Và video tiếp theo hôm nay của anh, anh sẽ vẽ một chiếc bánh sinh nhật Hello Kitty nha các bạn ơi. Và các bạn hãy theo dõi anh xem là anh vẽ như thế nào này, và có dễ không. Và các bạn hãy lấy giấy bút ra và hãy bắt đầu vẽ cùng anh nha. Bắt đầu thôi. Và chúng ta bắt đầu này. Bây giờ anh sẽ vẽ cái mũ đầu bếp của Hello Kitty này. Đây, vẽ kéo xuống này. Bên này anh kéo xuống này. Đây anh kéo ngang qua. Giờ các bạn, rồi chỗ này anh vẽ một vòng tròn ở đây. Vẽ hai cái bông ở đây. Rồi anh kéo ra đây, bò ở đây. Anh vẽ cái nơ nha. Và từ chỗ này anh kéo ra đây. Và anh kéo lên này. Vẽ đôi tai anh kéo xuống này. Bên này anh cũng kéo lên này. Rồi kéo chỗ này xuống này. Hai đôi tai nha các bạn. Ở đây anh kéo vẽ khuôn mặt bo tròn lại này. Bên này anh bo tròn anh kéo xuống được chưa nào. Rồi tiếp theo anh vẽ đôi mắt. Anh vẽ một chấm đen ở đây, một chấm đen ở đây. Và cái mũi anh vẽ một hình tròn đây. Và vẽ ba cái râu bên này, ba cái râu bên này được chưa nào. Và tiếp theo là dưới này anh vẽ xuống đây này. Ở đây anh sẽ vẽ một vòng tròn ở đây nha. Và anh sẽ kéo từ bên này qua đây, kéo thẳng qua, kéo từ đây xuống, kéo cong chỗ này. Và từ chỗ này anh kéo qua đây. Đây được hạ được đôi chân nha. Từ đây anh kéo lên này. Hello Kitty đang cầm một cái muỗng để xúc bánh ăn này. Đây. Bên này vẽ đôi tay đây, cái cánh tay bên này. Bàn tay đây. Chưa? Đấy, bàn tay đang đeo cái găng tay. Đây anh vẽ bo đây. Đây anh chuẩn bị, đây anh vẽ một đường ở đây. Bên này nha. Bên này từ chỗ này này, anh vẽ cong một đường ở đây nối với điểm này. Thế nào? Và từ cái điểm này, từ điểm này anh vẽ một đường thẳng đây, đường thẳng đây. Rồi anh vẽ cái ngọn nến này các bạn. Đây ngọn nến nha các bạn ơi. Và dưới này anh vẽ một cái vòng như thế này. Giống như bông hoa nha các bạn ơi. Đây. Và chỗ này anh sẽ vẽ cho nó vòng ra sau này, vòng ra sau. Vòng ra sau Hello Kitty nha. Thế các bạn. Và từ đây anh kéo bo xuống này, kéo vạch lên này. Kéo xuống này. Rồi kéo vòng lên này. Lại kéo xuống này. Kéo lên này. Rồi ta lại kéo xuống, kéo lên. Và kéo xuống đây anh vòng thẳng lên luôn. Được chưa các bạn? Và từ chỗ này anh kéo một đường thẳng này. Và từ phía này anh cũng phía này anh kéo một đường thẳng xuống nha. Rồi sau đấy anh sẽ chấm một điểm đây này. Anh bo cong nha. Bo cong. Đấy, bo đều nha các bạn ơi. Và tiếp theo là chỗ này anh bo một hình cong ở đây. Phía này anh cũng bo một hình cong ở đây. Đấy, hai bên giống nhau này. Và anh vẽ một đường cong như thế này. Thẳng ra đây nối với điểm này được chưa? Đây, hai chỗ này bằng nhau này. Rồi, tiếp theo nè. Từ đây anh kéo vòng xuống, kéo ngoặc lên này. Kéo vòng lên này. Rồi lại kéo xuống này. Kéo xuống. Rồi anh bo tròn chỗ này, anh kéo thẳng lên này. Từ đây anh kéo vòng cung này. Anh kéo xuống đoạn kéo lên này. Rồi lại kéo lên. Rồi bo vòng cung. Rồi sau này kéo xuống bo. Rồi kéo lên này. Rồi bo chỗ này chưa nào. Rồi ta kéo lên đây. Từ đây anh kéo xuống nối với điểm này. À từ đây anh kéo thẳng xuống. Phía này anh cũng kéo thẳng xuống này. Đây từ đây anh bo cong này. Rồi tiếp theo bên này anh cũng bo cong này. Nhớ là vẽ bo cong nha các em. Không bo thẳng nha. Không vẽ thẳng ta sẽ bo cong như này. Và từ đây anh sẽ bo cong một đường ở trên này. Đây một đường cong. Bo cong đây. Rồi sau đó song song xuống đường dưới là được nha các em. Và từ chỗ này anh vẽ ba trái tim đây, vẽ một đường ở đây. Rồi anh sẽ bo lại đây được một trái tim nha. Đây anh bo, anh kéo xuống này. Bên này anh bo anh kéo xuống này, được hai trái tim này. Ở đây anh bo anh kéo xuống này. Ở đây anh bo anh kéo xuống được ba trái tim này. Bây giờ anh vẽ những cái đường cong ở đây. Đây anh vẽ những đường cong anh bo lại để cho các em. Và bây giờ anh sẽ tô đậm nha các bạn ơi. Bây giờ anh sẽ tô đậm, anh tô màu nha. Một chiếc bánh Hello Kitty rất là đơn giản phải không em. Và anh sẽ lấy những cây bút màu này nè. Anh sẽ tô màu cho các bạn xem là có đẹp không nha. Và các em hãy theo dõi hết video xem anh tô màu có đẹp không nha. Và chúng ta hãy học theo anh nha các bạn ơi. Bắt đầu. Và bắt đầu ta sẽ tiến hành tô màu này. Bây giờ anh sẽ tô cái mũ đầu bếp của Hello Kitty là màu xanh nước biển này các bạn. Đây,
màu xanh nước biển nha các bạn. Và cái chỗ cái nơ này anh tô màu xanh biển, và cái nến cũng là màu xanh nước biển luôn các bạn ơi. Và cái nơ là anh tô màu hồng này, trên chỗ dưới này anh tô màu hồng luôn. Và cái thân của Hello Kitty, cái áo của Hello Kitty anh cũng tô màu hồng luôn các bạn, màu hồng này màu hồng đậm nha. Và dưới cái chân nến cắm này anh tô màu hồng luôn này. Và trái tim đây anh tô màu hồng. Rồi chỗ này anh tô màu hồng luôn các bạn ơi. Và ngay cái chỗ cái ngăn bánh này anh cũng tô màu hồng đậm luôn này các bạn. Đây, một cái bánh dâu tây đấy, màu hồng ha. Và cái bàn tay này anh tô màu đỏ này, dưới chân này màu đỏ luôn các bạn này. Và ngọn nến màu đỏ này, trái tim ở giữa màu đỏ luôn. Và cái mặt của cái tầng thứ nhất anh cũng tô màu đỏ luôn các bạn ơi. Một cái bánh rất là nhiều màu sắc nha các bạn. Đây, cái mặt của cái tầng bánh đầu tiên là màu đỏ này. Rồi cái muỗng anh tô màu đỏ luôn. Và trái tim này anh tô màu xanh lá cây này. Và cái mặt bánh của tầng thứ hai anh sẽ tô màu này màu xanh lá cây đấy các bạn. Đây, anh sẽ tô màu xanh lá cây cho cái mặt tầng bánh thứ hai đấy. Đấy, các bạn thấy đẹp không nào? Và cái chỗ này anh sẽ tô màu này màu cam nhá. Đây, cái tầng bánh thứ hai chỗ này anh cũng tô màu cam các bạn. Các bạn nhớ theo dõi video này, like và đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Và các bạn hãy nhớ lấy giấy bút ra vẽ và tô màu cùng anh nha các bạn. Và cái mặt của Hello Kitty này anh sẽ tô màu này là màu cam nhạt các bạn ơi. Màu này là màu cam nhạt nha, rất nhạt nha các bạn. Đây, anh sẽ tô cái khuôn mặt Hello Kitty này. Rồi, xong rồi nha các bạn ơi. Và tiếp theo là đến cái chỗ này, cái tầng bánh thứ nhất chỗ này anh sẽ tô màu vàng này. Màu này là màu vàng các bạn ơi. Các bạn thích tô màu gì các bạn tô nha. Đây, màu vàng này. Và tiếp theo là cái ở dưới này anh sẽ tô màu tím này các bạn. Một cái bánh rất là nhiều màu sắc các bạn ơi. Anh sẽ tô chỗ này là màu tím nhá. Nhìn cái bánh rất là ngon đúng không nào? Rất là nhiều màu luôn. Nhìn là muốn là thèm là muốn ăn rồi các bạn ơi. Và anh đã tô xong màu tím rồi nha các bạn. Và chỗ này anh sẽ tô màu xanh nước biển nhạt nè. Một chiếc bánh rất là nhiều màu sắc. Anh sẽ tô màu xanh nước biển ở đây. Anh kéo xuống chỗ này. Wow, một cái bánh rất là đẹp luôn các bạn ơi. Tèn tèn tèn. Vậy là xong nha các bạn ơi. Các bạn thấy đẹp không nào?